Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trưa 24 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Chu Thủy Tử, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc để dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Đại Liên 2024 và làm việc tại Trung Quốc. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay Chu Thủy Tử, có Phó tỉnh trưởng Liêu Ninh, Cận Quốc Vệ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, Phó thị trưởng thành phố Đại Liên Lãnh Tuyết Phong. Về phía Việt Nam, có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sa Mai và cán bộ nhân viên Đại sứ quán. Dự kiến trong khuôn khổ hội nghị WEF Đại Liên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự và phát biểu tại các phiên của hội nghị, cùng nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab, chủ trì phiên đối thoại với lãnh đạo các tập đoàn lớn của WEF, chủ trì tọa đàm với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời có các cuộc tiếp xúc song phương với các lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp WEF trong khuôn khổ hội nghị. Đối với hoạt động song phương với Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, làm việc với một số tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn của Trung Quốc và gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc. Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và WEF. Cùng với sự tham dự hội nghị, trong chuyến công tác lần này, Thủ tướng Chính phủ sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến song phương với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Trong bối cảnh hai bên thời gian qua nhất trí làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam-Trung Quốc, việc hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng cường sự tin cậy chính trị, cụ thể hóa nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao giữa hai bên. Điều này sẽ đóng góp tích cực vào quan hệ đang tiến triển tốt đẹp giữa hai nước. Nhân sự kiện này, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình đã trả lời về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến đi này, cũng như những thông điệp quan trọng mà Thủ tướng Chính phủ sẽ gửi đến thế giới tại hội nghị. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có những ý nghĩa nổi bật như sau. Thứ nhất, hội nghị là dịp để Việt Nam nắm bắt và đóng góp tiếng nói trong những vấn đề, xu thế mới, nội hàm mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế thế giới, trao đổi về tư duy phát triển, quản trị ở cấp độ quốc gia và toàn cầu. Thứ hai, hội nghị là cơ hội để quảng bá thành tựu tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội của nước ta, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về Việt Nam năng động, đổi mới, là điểm đến hấp dẫn cho các tập đoàn toàn cầu. Thứ ba, hội nghị cũng là dịp để Việt Nam tăng cường trao đổi, thúc đẩy quan hệ với các nước và đối tác, tổ chức quốc tế, khẳng định vai trò và vị thế của nước ta đối với cộng đồng quốc tế, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13. Tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Putin. Chiều 20 tháng 6, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Trước đó vào trưa ngày 20 tháng 6 năm 2024, tại Phủ Chủ tịch, ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin theo nghi thức cấp nhà nước sau lễ đón. Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin sẽ có cuộc hội đàm để bàn phương hướng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà hai bên đã thiết lập. Nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 năm 2024. Chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Nga Putin diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước về nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam diễn ra chỉ ít lâu sau khi Tổng thống Vladimir Putin nhậm chức nhiệm kỳ mới, thể hiện sự đánh giá cao của nước Nga, cá nhân Tổng thống Vladimir Putin cũng như cộng đồng quốc tế về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam qua 40 năm đổi mới, trên cơ sở kế thừa quá trình đấu tranh với nhiều nỗ lực của dân tộc ta qua nhiều thế hệ. Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng đối với lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự trân trọng của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đối với cá nhân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có nhiều đóng góp đối với quan hệ hai nước. Đại sứ Nga, chuyến thăm của Tổng thống Putin
thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nga. Đại sứ Nga tại Việt Nam, Gennady Besetko khẳng định, chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam sẽ tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước. Trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Việt Nam, Đại sứ Nga tại Việt Nam, Gennady Besetko ra thông cáo về ý nghĩa chuyến thăm này cũng như về quan hệ Việt Nam-Nga. Đại sứ Besetko cho rằng đây là chuyến thăm đầy ý nghĩa khi lãnh đạo cao nhất của Nga tới Việt Nam trùng với lễ kỷ niệm 30 năm ký hiệp ước về những cơ sở nền tảng của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nga. Theo đại sứ Nga, văn kiện lịch sử này đã góp phần mở rộng đáng kể quan hệ tương tác giữa Nga và Việt Nam, đồng thời đặt nền móng cho việc phát triển và thực hiện các dự án sáng kiến chung lớn trong nhiều lĩnh vực. Đại sứ Besetko cho biết, Nga và Việt Nam thường xuyên tiếp xúc, trao đổi, thảo luận những vấn đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự song phương, ngay cả trong thời điểm COVID-19. Mọi liên hệ phải chuyển sang hình thức trực tuyến. Kết quả các cuộc gặp gỡ đàm phán này đã tạo nền tảng tốt cho quan hệ ở mức cao nhất, theo ông Besetko. Chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin nhằm tạo thêm động lực để phát triển quan hệ hợp tác Nga-Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Trọng tâm là tăng cường tương tác trên các lĩnh vực truyền thống như kinh tế và đầu tư, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa và du lịch, trao đổi nhân đạo và tất nhiên là cả quốc phòng và an ninh, Đại sứ Nga nhận định. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, hướng đông trong chính sách đối ngoại của Nga đang trở thành một trong những hướng có ý nghĩa quyết định và lâu dài. Trong bối cảnh này, chúng tôi mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác nhiều mặt với các nước đi đầu và các hiệp hội liên quốc gia ở khu vực này trên thế giới, chủ yếu là với hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN, nhất là duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề của khu vực, Đại sứ Besetko nhấn mạnh. Vị đại sứ khẳng định, Nga sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là Liên Hợp Quốc và trong các khuôn khổ lấy ASEAN làm trung tâm, dựa trên sự gần gũi về quan điểm trong các vấn đề của chương trình nghị sự toàn cầu và khu vực. Về hợp tác song phương, đại sứ Besetko khẳng định tiềm năng để tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa hơn nữa sự hợp tác này là rất lớn. Theo đại sứ Nga, sự hợp tác này dựa trên truyền thống của tình hữu nghị, tương trợ lẫn nhau và cùng có lợi do các thế hệ cha ông hai nước xây dựng và nhằm mục đích duy nhất là đảm bảo hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân hai nước. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả trong các lĩnh vực như năng lượng, sản xuất công nghiệp, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, quốc phòng và an ninh, thương mại và đầu tư, cũng như thực hiện nhất quán các thỏa thuận ở cấp cao và cao nhất, ông Besetko bày tỏ. Theo quan điểm của Nga, trong số các nhiệm vụ then chốt cần giải quyết là đảm bảo hòa bình và an ninh theo nghĩa rộng, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, những thách thức và mối đe dọa hiện có và đang nổi lên trong thời đại này. Đại sứ Besetko khẳng định, Nga rất coi trọng những nỗ lực chống biến đổi khí hậu và trong lĩnh vực chuyển đổi số năng lượng công bằng và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng sạch và khử carbon cho nền kinh tế. Nga với tư cách là một trong những nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này, sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam những công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực điện sạch, tin cậy và ổn định, trước hết là điện hạt nhân. Đây là điều được nhiều nước châu Á lựa chọn làm giải pháp thay thế các nguồn năng lượng truyền thống, Đại sứ Nga khẳng định. Ngoài ra, Đại sứ Nga cũng chia sẻ rằng hai bên tích cực hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nhất là giáo dục đại học. Đáng chú ý nhất là Nga cung cấp cho Việt Nam hạn ngạch giáo dục miễn phí lớn nhất, gồm 1.000 suất học bổng. Cạnh đó, các sự kiện giáo dục và văn hóa nhằm phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc hai nước, các sự kiện kỷ niệm những ngày đáng nhớ trong lịch sử hai nước và quan hệ song phương đều được tổ chức thường xuyên và thành công rực rỡ. Ngoại giao nhân dân vẫn là một trong những công cụ quan trọng nhất trong sự tương tác của chúng ta trong lĩnh vực nhân văn, mà nếu không có sự tương tác này, về nguyên tắc khó có thể hình dung được về mối quan hệ Nga-Việt Nam, Đại sứ Nga nhận định. Trong chuyến thăm đến Việt Nam, dự kiến Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Sau chuyến thăm, hai bên dự kiến sẽ thông qua tuyên bố chung, cũng như ký một gói văn kiện hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, tư pháp, quy chế hải quan, y tế, năng lượng, cũng như thông qua các tổ chức khoa học. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.